Ôm xuống luôn, ôm xuống tắm luôn. Ôm xuống tắm luôn. Kéo tao lên cái chứ. Nhảy được cái được rồi. Ôm chó nhảy luôn ha, được không Chiến? Ê, cầm đi tụt tay đó rồi. Nhảy xuống. Mày cầm chó lên xuống. Nó chịu xuống kìa. Tắm nè. Không biết nó sợ rồi. Tại mày bắt nó muốn hoài luôn mà. Bự với cháu hả? Tắm cho nó đi, nó quào á, nó quào á. Nó quào đau lắm á. À, để cho nó bơi vô đi. Nó bơi vô được mà. Nó bơi còn nhanh hơn mình nữa đó. Giếng bơi làm lại đó. Giếng cho nắm luôn người ta lại rồi. Nắm luôn người ta lại rồi, bắt đầu chưa? Thảy nó lên đi, đừng đừng cho nó dính sình nha, dính sình dơ nữa. Ôi nhỏ thở kìa. Chị tao lên à. Nó thở nó khóc vậy. Tự nghiệp không? Nó đi sình nè. Giờ cái nữa. Được rồi, tắm cái đó đi, đừng nó thở quá trời. Nó lên không được đâu. Đỡ nó lên đi. Đỡ lên. Ê, dơ nữa. Lên được đâu? Được đâu? Dơ nữa rồi. Lên không được mà. Sao? Đi nè. Nó trời bắt lắm. Nó trời bắt lắm. Mày mới bắt tao mày lôi ngoài không bắt. Rửa giò nó cho nó sạch. Mày ôm nó lên nha. Đâu nói lại ơi. Thân thể ngàn vàng chứ có cha mẹ em mới nhìn thấy thôi. Dạ, quay mặt ra đây coi. Thôi anh gửi đó cho em gửi cho bắt lớp em luôn. Quý à. Được á. Quý ơi. Quý ơi mọi người ơi. Thả nó vũ anh. Thả đứng kia bờ nó vũ. Nè, rửa đi con. Từ từ nha. Nhảy nữa hả? Đó rồi, nhảy không? Thôi. Đang nhảy cái đi. Đến bơi xuống ra cơ. Đang là nhảy là sống đắng này dập cái này. Chụp hình cái khúc nhảy xuống á. Cái khúc này nhảy xuống chụp hình lại. Không quay đi rồi tối mình chụp sao. Rồi. Tìm cứu nữa. Cái này xa xa. Nhảy rồi. Nha thôi. Được chưa? Rồi. Câu quần đăng à. Ra ngoài đang bơi ngoài chơi. Đi. Mày ơi. Má nghề mệt quá chịu đâu lo. Chịu đâu lo chết mày chịu. Giống như sumo giật vú rồi. Chắc ha, chắc ha. Đúng rồi. Quá tà đèo bố. Tối nào đừng mũi chung tao nè. Hiếp dâm tập thể. Tối nay mà đắng lên gì mà thấy ba người ngồi ơi nó nồng là hiểu rồi đó. Ở đây ăn hoài luôn. Khi nào về. Để muốn chìm xuồng à bà con ơi, vô mới được. Nước vô rồi à? Nước vô. Rồi lên tắm cái đi rồi mình nấu ăn nè, chiều rồi. 5 giờ hả? 5 giờ.
hôm nay nằm ngủ.